Vâng, thưa các bạn, hiện tại thì trời cũng đã về đêm rồi. Bây giờ Kiều Anh đang bước vào một nơi vô cùng tuyệt vời, đó chính là chợ đêm Đà Lạt. Vâng, chợ Đà Lạt. Khi mà vừa mới bước vào là Kiều Anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn bay thoang thoảng nơi đây. Đó, Kiều Anh sẽ đi ngang qua cho các bạn cùng thấy nha. Có rất là nhiều những món ăn hấp dẫn. Các bạn ghé xin quay lại đúng các bạn. Đó, có các món xiên que nè, bún bò nè, rồi là quán sữa nè, hấp dẫn quá các bạn ơi. Lát nữa tụi anh sẽ dừng lại và thưởng thức thôi. Rồi bánh ướt nè, lòng gà nè, ai chà chà, nhiều món ăn quá, ốc sò đủ thứ hết, có cơm nữa các bạn ạ. Có cơm nữa. Đây là một dãy, dãy bên này là dãy bán đồ ăn nha các bạn. Còn dãy đối diện thì bán quần áo. Dãy đối diện là bán quần áo và một số những vật dụng khác. Còn dãy phía bên tay phải của Kiều Anh chính là bán đồ ăn. À, xen kẽ cũng có một số những cửa hàng bán quần áo nè. Ở đây có hạt dẻ. Rồi các bạn nhìn thấy phía trước đó các bạn chính là Lan Farm, đặc sản Đà Lạt. Lan Farm Buffet, lát nữa Kiều Anh cũng sẽ ghé vào thưởng thức xem thử có những cái đặc sản nào ở Đà Lạt nha. Nhìn đó ấn tượng quá đúng không các bạn? Rồi trước mặt các bạn kia chính là hình ảnh chợ Đà Lạt. Chợ Đà Lạt. Kiều Anh sẽ tiến gần hơn cho các bạn chúng ta nhìn thấy nhé. Ôi bên đây là có artiso quá trời nè các bạn à. Trái cây rồi các kiểu bơ, ai da mình ngon quá. Quán ăn anh đào cơm. Ôi đa dạng quá các bạn ạ. Có các bán các loại sỉ lẻ, các loại đặc sản Đà Lạt. Đây ở đây tiếp tục có Lan Farm Coffee nữa. Đó các bạn chúng ta đã nhìn thấy. Đó hàng dâu rồi các bạn ơi. Bơ nữa. Ôi nhìn hấp dẫn quá, bơ sáp. Trời, tụi anh rất là thích ăn bơ luôn á. Còn bên đây là các hàng hoa nè các bạn. Vỏ hoa nho nhỏ. Hoa khô. Hoa khô có, hoa tươi có. Đây là sâm đương quy. Sâm đương quy. Đó, bên này là hàng hoa nè các bạn ạ. Hoa tươi, hoa khô. Vâng, thưa các bạn, chợ Đà Lạt bây giờ cũng đã tối rồi. Và khi nào có dịp thì tụi anh sẽ ghé đến vào sâu vào bên trong của chợ Đà Lạt để giới thiệu đến các bạn nhé. Còn bây giờ thì tụi anh sẽ tìm đồ ăn ngon tại chợ đêm Đà Lạt đây. Vâng, khu đây cũng là đang bán quần áo nè các bạn. Bây giờ tụi anh sẽ tìm bãi đỗ xe và tụi anh sẽ ghé vào thưởng thức các món ăn tại chợ đêm Đà Lạt nhé. Và tụi anh sẽ chia sẻ đến cả nhà mình những hình ảnh món ăn ngon tại chợ đêm Đà Lạt để cho các bạn cùng biết nhé. Các bạn thấy hiện tại bây giờ thì chợ đêm Đà Lạt cũng đã bắt đầu nhộn nhịp rồi đó. Tụi anh nghĩ rằng là khi càng về đêm thì khu vực này sẽ càng đông vui và nhộn nhịp hơn. Rồi bây giờ tụi anh sẽ tìm nơi đổ xe.
Vâng, thưa các bạn, hiện tại thì sau khi đi một vòng quanh chợ Đà Lạt, cũng vài vòng quanh chợ Đà Lạt, thì tụi anh đã quyết định ghé ngay vào một quán ốc. Đây các bạn nhìn thấy là quán ốc Lan tại chợ đêm Đà Lạt. Và để tụi anh cho các bạn nhìn thấy là nơi đây là có những nhiều loại ốc đó các bạn ạ. Ốc sò, rồi hào, các món thịt nướng rất là đa dạng luôn. Các bạn nhìn menu này rất là đa dạng. Và lát nữa thì kêu anh sẽ gọi cho mình một số món ăn để thưởng thức nhé. Vâng, và bây giờ các bạn ơi, chúng ta hãy cùng xem qua một số hình ảnh tại quán nha. Các món ăn rất là hấp dẫn luôn. Các bạn nhìn thấy đó, đây là ốc bưu nè, ốc len xào dừa, ôi hấp dẫn quá. Rồi phía bên ngoài này, phía bên ngoài này là hải sản đó, chúng ta nhìn thấy là có bạch tuộc nè, mực, tôm, rồi nghêu, sò điệp, rồi ốc các loại, có bóng tay nữa các bạn ạ. Ốc bóng tay nè, có hào nè, đa dạng quá phải không các bạn? Đó các bạn nhìn thấy nè, đây là món gì đây, nhìn nó hấp dẫn quá các bạn ạ. Đây là món gì vậy anh ạ? Sò lông. Sò lông nướng ạ? Dạ, cảm ơn anh. Vâng, đây là món sò lông nướng đó các bạn. Dạ. Em gái miền Trung anh ạ. Dạ, ở đây mình bán lâu chưa anh? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi ạ? Wow, vậy ạ. Ở đây là đặc sản, chuyên về đặc sản là ốc đúng không anh? Chuyên đặc trưng của quán là ốc đúng không? Bây giờ em đang phân vân là không biết nên gọi món ốc nào đây. Mỗi thứ mỗi một ít thì chắc là no lắm. Thôi cô cho con dĩa ốc len xào dừa. Cho con loại loại nhỏ nha. Ốc len xào dừa loại nhỏ. Ở đây mình có cơm không ạ? Ốc bươu mẹ ơi. Cơm chiên với mì xào ạ? Dạ. Rồi vậy cho em thêm một dĩa cơm chiên nhỏ nữa nha chị, cho hai người ăn. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, thưa các bạn, Kiều Anh vừa mới gọi cho mình một dĩa ốc len xào dừa. Vâng, Kiều Anh rất là thích ăn ốc len các bạn ạ. Các bạn chúng ta hãy cùng quan sát cùng với Kiều Anh nha. Đó, các bạn chúng ta nhìn thấy nè, dĩa ốc len này nhìn hấp dẫn quá đúng không? Để Kiều Anh nếm thử hương vị này như thế nào. Vị đậm đà, vị tụi anh thì rất là thích thích những món ăn mà chế biến từ dừa đó các bạn, và mình cũng thích uống nước dừa. Rồi bây giờ thì bây giờ ốc len này thì chắc là phải cầm tay và hút thôi các bạn ạ. Tụi anh lau qua tay mình một chút. Bây giờ thì mình sẽ cầm ốc và hút nhé. Chúng ta còn phải chấm thêm. Tụi anh nghĩ là mình sẽ phải chấm thêm nước mắm. Dạ, cảm ơn chị. Thì sẽ vừa miệng hơn. Rồi, cho anh còn gọi thêm cho mình một dĩa cơm nè các bạn. Cơm chiên hải sản.
cơm chiên hải sản các bạn nhìn thấy sao ạ? Rất là hấp dẫn đúng không? Chị Anh sẽ nếm thử món cơm chiên hải sản. Cơm chiên hải sản ngon lắm các bạn ạ. Vâng, như vậy thì bây giờ tụi anh sẽ thưởng thức món ốc len xào dừa và cơm chiên đây cả nhà ơi. Chúc các bạn chúng ta sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ nhé. Nếu các bạn thích video này thì chúng ta hãy nhớ like, đăng ký kênh Em Gái Miền Trung và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.